Hai gia cư. Hả? Không, tôi có mua nước rồi. Cô đi luôn là bọn mình đi sớm rồi. Đi luôn sao? Thì vừa đi, tí ra ngoài kia vứt. Linh ơi, chờ Long ơi. Làm gì thì làm cũng có bỏ. Tại thật. Mày nó không Yo. Xin chào 500 anh em. Vâng, hôm nay nhắc vô. Nhắc tới Nhật Bản thì nhắc tới Nhật Bản thì các bạn nghĩ gì? Chắc hẳn. Rồi em ơi, em lên xong. Rồi. Nhắc tới Nhật Bản thì chắc các bạn sẽ nghĩ tới sakura, hoa anh đào, kimono và chắc là biểu tượng của Nhật Bản là núi Phú Sĩ. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá núi Phú Sĩ. Ngoài hôm nay tôi sẽ không đi một mình. Ngoài ra tôi sẽ đi với fan tôi tại Tokyo. Đây, 500 anh em fan Tokyo. Đây các cô trai ơi. Trai xinh gái đẹp. Anh viết văn được đấy. Hả? Có mà, anh có clip trên đó mà. Lên coi clip của anh đi. Nhớ like, share và subscribe trên YouTube á. Anh có quay clip mà. Chủ tịch giả vờ đi học để thử lòng học sinh rồi cái kết. Ơ mà đi cái gì qua đi hết. Chào mừ quay anh mình cười nha. Để nó hoa to ra, đi chảy vô tâm được. Đánh vào đi. Để.
Đây là cô bé nhỏ. Chị cô cứ né né. Đây là cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất tiếc không đáng yêu. Wow, có thêm một kawaii. Cái kawaii. Đâu? Cái từ xa ra. Cảm ơn lắm, rất là đáng yêu. Xem lại. Okay, okay, bên đây là đây đây fan của tôi tại Tokyo đây. Fan, chào fan, vẫy tay chào fan. Okay fan. Vậy mà chúng tôi đang lên xe buýt. Đây là đoàn fan của tôi tại Tokyo. Vâng, chúng tôi đang tập họp trên xe buýt. Đây là xe buýt của Nhật. Trời ơi trời, cái ghế im quá trời im luôn. Trời ơi, đâu có như xe buýt mình đâu. Ok. Đi xuống chỗ này. Ta ngồi dưới này đi cho thoải mái, khỏe không? Chèn lẫn trên chị có công. Dưới này là toàn phương tâm linh mai. Dưới này thôi. Em cái gì ngồi hàng có quý kìa anh kìa.
đoạt giải hạng mấy? Hạng mấy của nhau hả tụi con? Hạng đồng. Các bạn ấy là đoạt giải hạng đầu từ dưới trước lên để tôi kêu không? Sau 5 trận thì đã có 3 trận không thắng, 2 trận thua và 1 trận xin quà mà người ta không cho. Một trận xin quà. À tổng cộng 6 trận chứ hả? Ba bận. Đây là cô người Nhật nhưng mà cô rất giỏi tiếng Việt các bạn ạ. Mình thử hỏi tiếng Việt là cô ấy trả lời được ngay. Có ai có cho mình xin đi đánh Minh Quân với. Trời. Còn đây là nữ. Còn đây là nữ nữ cô nương chuyên gia xin wifi người khác có 4G nhưng không chịu bật. Bật máu lên. Con ơi, con bị điên đi. Em. Ai em bị điên đấy. Cho 80 nhá. Chị có ý kiến gì không? Là em rất phú thọ nha chị nha. Đây rất phú thọ. Mấy ơi, tao dân Hải Phòng mấy ơi. Xin lỗi phần chiến thắng nó thuộc về gì dân đất cảng Hải Phòng. Con gái chị ơi. Anh thằng chưa lên tiếng kìa, anh thằng chưa lên tiếng kìa. 80 nhát đấy, không không phải 40 nhát đâu. Đây là dân đất tổ nhà cô ấy. Chị ơi, chị ơi, tượng gì Vua Hùng hả, phải không? Phú Thọ có hai đứa, Phú Thọ hai đứa. Cái nhà cô ấy kế là anh Hùng. Bây giờ ai còn dùng dao dùng kiếm nữa, cứ thích bao mì anh tỏi không? Ngon lành. Bắn cái map tao không ơi, cho lên nhanh nhanh. Kệ bạn kìa Duyên ơi, Duyên bạn kìa. Bạn. Bắn này dễ bắn hơn. Không được. Có wifi free không? Có wifi đây mà. Em nghĩ coi em vô được một cái. Đó, bắn mẹ con người. Đây là xe buýt ở Nhật đây, có đèn này ha. Đây có điều hòa này. Nhìn chung thì cũng giống như xe Phương Trang hay Thành Bưởi bên mình. Hả? Một cô gái quê ở Thái Bình. Thái Bình vừa mới lên tiếng. Tâm bao Thái Bình đi mua bê. Đây nhà cô ấy là kế à, đúng rồi. Kế Sơn Tùng. Nhà Thái Bình, nhà cô ấy kế Sơn Tùng MTV. Phú Thọ đây không có đất đâu, hiểu không? Anh à. Bất ngờ với cần bỏ. Phú Thọ là không đỡ đâu. Đây là cô chủ nhiệm. Hai Vân Sàng. Ừ. Ai? Sao anh Quảng? Sao lại? Quảng kìa, cô hỏi anh ạ. À. Không phải là dưới có chỗ mà là đằng sau anh có người không? Dưới đây cả tất nhiên là có chỗ rồi. Cô ăn điểm dành lần cuối để chúng tôi tiếp tục để chúng tôi xuất phát. Không có cái gì ăn mà đói quá. Muốn ăn thì là tự mua đi chứ hả? Tao này ăn không? Có bạn nào có cái gì ăn không cho mình ăn mới? Hơi bị ngon luôn đây. Mày có cái gì ngon hả? Có cái gì ngon hả Lý? Cái gì ngon? Qua đây, qua đây. Đây, qua đây bạn này đang cho bạn kia ăn cái ăn cái gì đấy? Vãi nồi. Vất chửi. Cái thằng cứ nằm nát. Nắp béo tao đang giết người mà nè. Ngồi á. Chết rồi. Không lẽ mấy thằng trai mình để mấy bạn nữ ngồi vậy sao? Không vậy à? Anh chỗ ngồi đó. Chỗ đi. Để anh ra nhường chỗ. Anh ra, thôi đừng có cản anh.
Trời ơi, các thôi bạn... mà thôi mà anh thôi mà. Thôi mà anh ơi. Các bạn cứ cản mình nhường chỗ. Anh ta là anh bị quản cản chứ có ai quản đâu. Thôi mà anh thôi thôi anh thôi mà. Thôi. Thôi. À, ngoài các bạn Việt Nam ra thì có các bạn Trung Quốc đi chung. Fan của tôi đã lan rộng ra gần toàn thế giới. Điên. Trên đây có 5 mắt cao su à? Đây, đây là cô người Nhật. Ôi, cô đang thuyết minh. Đi khoảng 1 tiếng thì chúng tôi sẽ dừng lại nghỉ. Anh ơi, 1 tiếng rưỡi. Người ta đang làm vlog mà, được có cách đó chứ. Có chút lỗi chút xíu. Lỗi là phiên dịch. Sau rồi giữa đường đó thì sẽ cô bảo đi xuống vệ đi vệ sinh thì tốt. Hơn 10 giờ thì chúng tôi đã tiếp tục nghỉ giải lao để tiếp tục lên đường. Có vẻ như hiện tại là mấy giờ rồi? Tầm à? Mấy giờ? 9 giờ mấy? 9 giờ mấy? 9 giờ cái 10 à? Vâng, hiện tại là 10 phút nữa là 9 giờ chúng tôi bắt đầu xuất phát. Dự kiến lịch trình tới kiểu này chắc có lẽ là 11, 12 giờ. Nhưng không sao, thời gian cũng không thể nào làm chùng bước chân của bọn tôi. Hay quá. Bố tay à? Rồi luôn, quê một cục luôn. Em quê phen rồi anh à. Bạn gì đó ơi, bán cho mình 500 đồng quê đi. Bạn quê mình không thiếu rồi đó. Bớt nình đi. Em yêu chị Cúc hay em yêu bánh? Cúc to hay bánh ngon? Của em đúng không anh em, còn chị công nhận đâu. Ủa mà bên trong có sở thích không? Căng nha, căng nha, câu này hơi căng nha. Câu này hơi phú. Cái gì nói lại câu nghe nè. Vâng. Và đã tới chạm dừng chân thứ nhất. Tài của anh không à? Không, anh đi em. Các bạn đã bắt đầu đói bụng. Đây là bạn thương xinh gái. Bạn thương xinh gái chưa có người yêu. Em làm gì có người yêu đâu mà biết. Đúng rồi, em đang sợ em này. Em bé cả đời luôn không được nữa. Tình trạng như thế này bạn còn dài. Sao à, sao à. Vâng, bà ấy đàn ế, có ai cũng muốn đi bán nội tạng gì không? Không, nuôi tao được không đó. Anh đừng quay em. Ô, thật cơ à. Anh nguy hiểm lắm. Em của em cơ. Mày. Đây là cô gái đến từ em quê đâu? Đến từ Nghệ An. Đến từ Nghệ An. Vâng, em hãy nói tiếng anh tài đẹp trai bằng tiếng Nghệ An xem nào. Em ra đi. Em hãy nói anh tài đẹp trai bằng tiếng Nghệ An xem nào. Không. Anh tài đẹp trai. Em đừng gửi lâu, em đừng gửi lâu. Cái này tiếng Phú Thọ, tiếng Phú Thọ. Em không biết nói. Hết rồi. Anh kia này. Bên kia. Và đây là các bạn thèm ăn đòi ăn bánh. Không không không. No no no. No. No, no, no. Rồi các bạn ấy đưa nửa chừng thôi, đưa nửa chừng thôi rồi giật lại. Đưa nửa chừng rồi giao bộ giật lại. Bạn ơi, bạn gì ơi, mình quen nhau ư? Chị ơi, mình quen nhau à? Đây là các bạn xe bên, hiện tại đang rất đói. Bạn ngu lắm.
Ở đây ấy. Vâng, và sau khi bạn ấy đã đưa bịch bánh rồi, bạn ấy cuối cùng đã trả lại một bịch. Một bịch không? Đã hết rồi. Tạm đi ơi, bạn tạm đi ơi. Làm sao bạn nghe được? Không nghe thấy luôn. Nhi nhi, mình đi lên ăn mình ngủ con. Thôi, đứng lên, đứng lên. Đi lên vẫn còn luôn. Hết rồi. Còn em ăn đi. Cầm đi ai? Thế là lấy bỏ tao đây đi, thề quá thề cái luôn. Thằng ơi. Không ngờ kia thấy đâu, không ngờ kia. Thôi rồi. Cho anh lấy bỏ về. Đây là gương mặt giải gái nhất năm. Không phải thích, không phải thích. Anh không phải giải thích rồi đó, anh đi về. Anh bắn cửa bỏ đi. Bây giờ anh có quyền im lặng như những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Không ăn, không ăn cái buồn. Đi về, đi về. Cứ bảo anh đi giải gái, cứ giải gái, anh giải gái. Kìa đây. Anh đưa con vượt đây. Anh ơi. Sao? Ui, ăn chưa không? Ngon. Ngon. Xin nhau. Còn tui mới. Rồi mà các bạn ấy không thể bị đòi bị dụ được. Đây là gương mặt của những con cáo già. Không thể nào bị dụ nổi. Wow, đây là fan bên xe kia. Ok. Chào fan. Đây là fan bự của tôi tại Tokyo. Fan bự. Chẳng thấy gì. Cho em này. Đéo. Ok. Thôi ăn hết rồi về đi. Ok rồi. Cùng ăn được không? Em muốn ăn kẹo. Thôi nhắm hồ xuống đi. Ăn được không? Đây là cô người Nhật nhưng mà cô ấy rất giỏi tiếng Việt. Hãy thử chào cô ấy bằng câu tiếng Việt cho nào. Coi đấy, ai cô nói là cô ấy là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Biết gì bị lỗi, biết gì bị lỗi. Theo sự tính toán không nhầm của tôi từ cái giọng nói là cô ấy xuất thân từ Nha Trang, đúng không? Quê Nha Trang. Thấy chưa không? Mình nói cô ấy quê Nha Trang đúng luôn mà, không thể nào sai được. Anh kết cô lắm, bây giờ đổi là đổi rồi. Hay, anh kêu tôi rồi. Thấy chưa? Rồi, đây là fan. Fan. Em chưa được cái nào cô ơi. Tình hình là bên xe các bạn bên kia không có fan mà xe không có kẹo bên này là các bạn có kẹo quá trời rồi. Kẹo cho hôn. Mình đi qua kia nghe. Anh này. Anh kẹo không? Đi gần. Thằng chó toàn mẹ. Đề nghị không được nói tổng chữ thề trên clip này. Anh không sao, đây vô mà. Đây vô mà. Anh cầm được cả đúng mẹ, anh cho gái anh, em mà chưa nói anh được nha. Đấy. Đấy là bạn anh. Bạn gì mà bạn? Đây là cuộc giằng co không hồi kết. Bạn gì? Đấy là người cùng quê với anh. À cùng quê à? Ừ. Đồng hương à? Nó cùng quê với anh mà. Đúng rồi. Anh ở đâu? Ở Việt Nam á. Cùng quê với anh mà này. À biết rồi, ừ. cùng quê rồi. Nó cùng quê với anh mà. Ngắt được bật. Đây là Vân AKA Kumori. Chị đại của xe này. Chị gì trời? Thấy chưa, giờ mới nói qua là nhướng cái mặt nhìn kìa. Đây là cô gái đến từ đất tổ. Trai nữa nè. Chuyên gia ăn xin ở dưới đền Hùng. Anh đừng để em thì về nha. Mấy bạn mà có đi ngang đền Hùng nhớ ghé lại cho cô ấy 200 đồng cũng được. Bạn ơi, bạn nếu mà đến đền Hùng nghe nhớ gửi xe nhà mình nha. Báo cáo luôn. Nhưng mà mẹ, bây giờ đến giờ mới cần đi. Bạn ơi, bạn số xe số 1 nha bạn nha. Được, anh cứ đi, cả tụi em đi. Nhà mình thì cách đây được 3 cây
đi 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 ăn cho nó bổ khoai anh ơi. Đây 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 đây. Anh ấy bắt đầu thèm khoai rồi. Khoai đang yếu, khoai đang yếu. Ăn gì bổ đấy. Trời ơi. Đâu? Ngon đâu. Anh vừa phải thôi tay em đưa ra mà anh. Mày rơi ấm ghế. Người ta nói ăn gì bổ đấy mới đúng rồi. Ăn ăn khoai bổ khoai. Ông nói à, ăn chim bổ được. Khoai bổ đâu. Chó, chó, chó. Đây cô ấy thả tim rồi kìa các bạn nè, thả tim rồi. Đây là hai cô gái xinh đẹp. Chị ơi đây quá thèm kẹo ấy chứ. Chị ơi em bảo chị không có khoai thì không nên ăn đâu. Ăn gì bỏ đấy, đây đây là chị đưa em ăn đi. Em có khoai à? Cô ra ghi cho. Cô ra ghi cho. Tân Anh biết 500 yên nè. Đây nè. Lên đây là sùi Tân Anh. Linh, em ăn khoai gì mà bự thế Tân? To thế. Đây. Khoai Nhật. Đây là khoai Nhật ngọt lắm. Đây là Linh, Linh AKA má mì. Mọi chi tiết nếu mà có thiếu ngành. Khoai nuột lắm. Khoai nuột lắm. Dạo này đi nhiều quá. Thả tim phan là thả tim. Mình phải ảo tưởng sức mạnh chưa được chứ. Toàn người quen kia thôi. Gà. Cô bảo là ngồi xuống nhưng mà tao cứ đứng này. Vừa mới ăn xong quán ăn thịt ra. Nhìn những cái khăn kìa. Như không đi ạ? Vâng, và xe đã bắt đầu xuất phát. Nhưng tình trạng là thiếu ghế và các bạn phải ngồi ở đường hàng ghế ở giữa. Nhưng không sao, chỉ một thử thách nhỏ như thế đã không làm các bạn phải nao núng. Đúng rồi, em đang nói cái hay lắm, hay lắm. Một tràng pháo tay tinh thần các bạn nào. Hay lắm. Hay quá hay. Tao mới làm vlogger cơ. Anh mà chủ tịch giả vờ làm vlogger để thử làm học sinh và cái kết. Và cái kết là cái gì? Machimasu. Hai. Sore kara kaisan ni narimasu. Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm. 3:30. Mấy giờ chiều là quay lại xe? 3:30. Ủa không có đi kia hả? Ủa rồi đi cái chùa kia. Không đi chỗ này không? Phải đi cái chùa kia chứ. Cái chùa đang coi núi Phú Sĩ mà. 3 giờ chứ phải 5 giờ. Đừng có lên chợ chơi xuống rồi tụt quần nghe. Chết luôn. Chưa đi bé đấy bé gì. Tôi mẹ cái nó này. Chà nó quá nè. Chà nó chính là nó rồi. Nó mới lên nhanh rồi im mày.
mình lại chưa xuống. Chưa xuống luôn, chưa thèm xuống luôn. Còn nếu muốn xuống chứ. Đúng rồi đó. Ngờ đây ống ống qua không? Không muốn xuống luôn. Tặng nào? Tình hình kiểu này ngồi thấy muốn ngồi trên xe lắm luôn nhưng mà rồi bây giờ đã tới khu vui chơi, chúng tôi đã tiếp tục xuống xe đây để chơi khu vui chơi. Bằng tuổi à? Này, ta đã tới 7 biết chứ. Tao luôn rồi, mẹ con. Tao luôn rồi. Bá đạo quá rồi. Mình thấy đây được mà. Để lại đây đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà không có cần gì á thì khỏi mang. Còn mà tại mình đồ nghề nhiều quá mình phải mang theo. Có cái gì đó thêm vào đây là sao nhỉ? Nhắm mẹ đi. Em là không đi chơi thì bán vé đâu? Bán vé à? Em bán lại cho em. Bán lại. Em là cameraman rồi. Không chơi được bán lại anh xin. Vậy hả? Thôi em bán lại chứ em không chơi, em quay phim rồi, em đâu có chơi đâu. Thật mà. Thì dụ được cái nào bán? Thật. Chứ em là em xác định là không có chơi rồi. Em đến đây là em buồn quá mà. Hi. Ochi kudasai sama desu. Hai, itarashai. Hai, hai, itarashai. Hai, itarashai. Are? Okay. Kore saigo? Hai, watashi desu. Itsumo cameraman desu kara. Ah, arimasu. Hai. Hai. Ai. Nhanh kêu cho. Nãy có hô, có hô. Kasa ga arimasu ka? Arimasen. Eh, watashi arimasu. Hey, it's... Đây rồi. Hi. Mưa gió bão bùng kiểu này. Ủa không có đi chùa không Sensei? Rồi luôn rồi, vậy là đi chỗ này thôi dễ hả Sensei? Ồ chán vậy. Chán thật luôn á. Công kỹ mà em lặn lội đường xá xa xôi. Dạ. Đúng rồi. Đẹp. Chứ mà kiểu này chơi cái này rồi cũng không chơi được gì đâu. Mưa gió bẻ bùn kiểu này chơi bởi gì. Hay là mình tìm chỗ nào tham quan bổ ý nghĩa hơn ta. Ủa kia đâu rồi, bộ kia đi chơi trò chơi à? Nè nè nè, quẹo đây này. Tôi đi mà. Ủa vậy hả? Ủa đi, đi đâu? Đố cô. Đố cô. Phụt phụt. Đến xe. Hey. Thôi quẹo vô với tụi đó đi. Đi kia kia, nó đi kia mà. Đâu? Ủa vậy sao? Thôi. Chán thế. Rồi, đây là khu vui chơi lượng đứng nhất nhì thế giới. Hồi lúc nó mới ra là nó đứng nhất thế giới. Nhưng còn bây giờ thì nghe nói là tụt hạng. Có thằng khác lên rồi. Đi không mất dấu kia. Đi đi ra kia cô. Đâu đâu đâu. Hi.
Vâng, tiếp tục chúng ta tiến vào quầy ăn uống. Quá nhiều quầy ăn uống và quà lưu niệm. Rồi em đây này. Đây, đây là cô gái đến từ Hà Tĩnh. Em hãy nói anh Tài đẹp trai bằng tiếng Hà Tĩnh xem. Anh Tài đẹp trai. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, dễ thương quá. Hãy. Wow. Rồi rồi, cái này là quá đẹp luôn. Bây giờ đây là cảnh quá đẹp luôn rồi. Ôi, có nhạc nữa kìa. Đây, quá đẹp rồi. Thì con trước kia là giống con trước cái cảnh đó rồi đó, đúng rồi. Đây ai vậy? Daisovers rồi. Daisovers. Anh muốn chết người luôn ấy. Daisovers đi tham quan đi. Đây ai nữa? Ở phía sau ấy. Thì kìa. Thì không. Ờ điên đó, con điên đó mà. Lạnh quá, chịu không nổi luôn. Có vẻ ngạt rồi nữa kìa. Ừ. Hay ha. Anh ta chỉ làm nhiệm vụ này thôi hả anh? Đúng rồi, anh thì chỉ nhiệm vụ cameraman. Bộ làm cái này cũng nhận được của em đấy. Của em á, Di Vương Đê. Hai, hai, hai ông, đây. Đây là cái cô gái, đó từ đâu, em quê ở đâu? Em quê. Thanh Hóa hả? Hai. Vậy giờ nữa về tặng cho anh một ký nem vua nha. Bao giờ em về hả? Em đã tự hỏi anh là bao giờ em về hả? Wow. Đây là người của showbiz. Đây là hai cô gái, em đến từ đâu? Em đến từ Nghệ An. Nghệ An hả? Ô, em phải nói tiếng Nghệ An, anh Tài đẹp trai sao? Anh Tài đẹp trai. Anh Tài đẹp trai. Thấy chưa? Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương rồi. Ồ, bữa nay đẹp này. quá đẹp rồi. Đây. Đâu em phải nói anh Tài đẹp trai bằng tiếng Nghệ An xem. Anh Tài đẹp trai bằng tiếng Nghệ An. Anh Tài đẹp trai. Thấy chưa? Rồi dễ thương quá, quá dễ thương. Vâng, chúng tôi đã đi tới Paris. Đây là tháp Eiffel. Ok. Hả? À, anh đang quay này.
Đây, đây một người yêu bé bỏng. Tôi có nhà bé bỏng. Anh ở chụp cho em. Chụp đâu? Em mượn điện thoại chứ chưa có đi em mượn. Ồ, tàu lượn kìa, tàu lượn kìa. Quá trời, mặc dù thời tiết âm u. Anh ấy chụp cho em ở đâu thật rồi, anh ấy em đừng lên em chụp cho em. Ok, ok, vào đây. Em đang bật quay. Đây, các bạn chuẩn bị tiến vào khu vực chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc. Đây là trò chơi đứng dạng thân nhất nhì của thế giới. Với độ cao, số vòng và độ dài của nó và tốc độ của nó. Trời ơi, hả? Tại sao anh lại không quay mấy thành viên này chứ? Đây có mà. Đây là chị Nhung, aka chị Đại Tokyo. Đây là Nhung nhà đó, các bạn tới Tokyo mà nếu như thiếu nhà ở thì cứ liên hệ chị. Còn nếu như mà không có nhà thì chị cho ở ké nhà chị luôn cũng được. Mình cứ đi thôi. Có vé chơi ở đâu nhỉ? Còn có vé mà. Mua ở đâu? Mình cái vé của mình mà. Nhưng mà mình đi ở đâu đường vào ấy. Đường vào để chơi. Nè các bạn tàn tạo dáng siêu nhân. Quay quay trở về với tuổi thơ. Cái cọc cổng bên kia kìa. Đây là ba cô gái xinh đẹp đến từ Triều Châu. Đang quay rồi, đang quay. Đang quay hả? これ。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 これ
Đây và chúng tôi bắt đầu qua. Đây là check in bằng thẻ bằng vé quét mặt, quét khuôn mặt. Đây. Đây cái vé như thế này đây. sau khi check in bây giờ chúng ta bắt đầu tiến vào những cái trò chơi trong đây. Đây là trò tàu lượn siêu to. Hả? Bên đó cái gì mà xếp hàng đông vậy? Bên đó gì mà xếp hàng đông vậy? Đông mà, còn lâu để lưng mình ấy. Đây mọi người đang xếp hàng chơi. Với cái tình hình đông như thế này chắc đợi tới Tết năm sau mới có thể chơi được. Đông quá đông rồi. Quá đông quá nguy hiểm. Quá đông quá nguy hiểm. Dạ, tôi quay thôi, tôi không có chơi. Tôi quay thôi. Thank you.
người Việt Nam. Đi cái đường nói sao nó đi cái đường này nè chị, nó đi đường này nè, đúng dân Việt Nam luôn á, đi đường này chị, đúng dân Việt Nam luôn, đi được lại với thánh thì chứ. Để chơi chơi. Nhưng mà không biết chữa. Cứ vô tính sao hả? Nhưng mà chơi cái trò đó là không mấy bạn, không mấy máy. Ôi con thắng. Hả? Thắng vậy. Thắng ơi. Phải không? Đâu phải, đâu phải. Giống thôi, giống thôi, người giống người thôi. Người giống người thôi. Đó, đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp đấy. Wow, chỗ này đẹp, chỗ này đẹp này. Qua đây là người mẫu của Tokyo. Đi học chỉ là nghề nghiệp phụ của chị thôi, còn nghề chính của chị là làm người mẫu. Thấy bộ đồ đang mặc của chị đâu, đấy là kít. Bộ đồ đang mặc chị giá 5 triệu. Là cái áo khoác ngoài, cái nón chị giá 2 triệu. Chị nó quay cái ngựa vậy. Ôi, chân ngựa cắn luôn. Số cuộc có đánh non thôi. Có mà. Vô chụp hình, chụp bên tay, chụp hình. Vô. Nó đi nói chơi nữa. すすきじゃない。あ、そう。スケートもあるよ。はい。Em có biết chơi nào, biết chuyện được không? Không, không biết đâu, nhỏ lớn có đi đâu. Đây đây là vải trực tiếp. Đây, thì cứ vào thử. Không có đồ đâu Thái. À, đây là trực tiếp. Các bạn này chơi trực tiếp. Ổn không nghe trời, em thấy tạo té ướt rồi sao? Không vấn đề, ướt cái là ăn hành luôn. Không biết được đâu. Anh em mua được mông chưa? Ổn không nghe? だから上だとこっちよりもあっちの方行ってきて乗り物車がいいよ。先生はそこのフードコートにいますから、はい、ビールを飲んで。はい、それあとミルククーポンあんだからいっぱい使ってね。はい、A、B、C これが A、これここが A、ね。はい。Đây là chỗ xe xe đi uống bia chỗ A bên đây, khu A. Ai đi tiếp xe? Hai. Không xin tiếp xe. Hai. Giờ này. Hai. Cái này để chơi. Đúng rồi, cái phiếu ăn là phiếu kia, hai phiếu mà. Cái này chơi mẹ. Thì có chơi được đâu? Không chơi được phải mua vé. Phải mua tiền, à là mất tiền. Đi. Không. Đi khu này mà chơi không được. Chắc chơi xe không mất tiền. À, tức là nó hình như bao uống trò vậy à? Được có quy định hay sao á? Tí nó mình bán cái trò này chơi chơi. Xe xe bỏ thế. Đúng rồi. Ba trò đó à, đây này đúng má, hình như là đây là một hai ba này nó có ba trò mà mã số gì đó.
chứ không phải là muốn chơi nào chơi đâu. Cái này nè, cái quay vai này với lại cái vòng quay. À cái vòng dây này. Cái quy chủ quy gì nè. Cái quy là cái đồng quay cao đó, cao tốc đó. Đúng rồi. Chơi ba cái trò này hả? Đừng không phải tự chọn ba trò. Không không. Rồi rồi thấy rồi đấy. À. Nhà má không biết quay gì. Hả? Kệ đi, đi, đi. Đi đi nhà ma đi. Chơi chứ tí nó bán vé đi. Này này. Bán lại đi, cái này bán lại đi. Thật luôn á, bây giờ họ giờ bán lại đi chứ. Không thì tí nó bán vé đi. Sao bạn giống người Việt Nam quá ta? Phải không? Dễ cầm luôn. Ngon lành. Hả? Đây các bạn bắt đầu trở về tuổi thơ chơi trò sấy ngựa xích đu trở về tuổi thơ. Đây 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 là, đây là cô chủ nhiệm của mình. Cô chủ nhiệm. Cô này đi du lịch rất nhiều nơi. Đây, đây là chị nhân viên rất tốt bụng các bạn. Mình không biết đường đi tới nhà ma, hỏi chị ấy và chị ấy quyết định là dẫn tụi mình đi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua vào nhà ma. Ôi! Ôi nhà. Ở đây là người giống người lắm chứ. Chỉ nhìn vào cái áo khoác không được đâu. Đâu còn bánh xe đâu chả. Cậu ấy đang chơi trò đảo xe à? Cái này quá, cái này quá. Cô đây chơi cây mắt. Đi cây mắt rồi. Đấy chưa? Hai. 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 ありますので。はい。じゃあまずこっちで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、はい、はい、はい。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 はい
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà có cái áo đâu, chụm mặt đâu. Nó tạt vô đó nó cũng ướt à. Thôi mấy cái trò đụng tới nước đừng có chơi. Cậu luôn các bạn là được kìa. Cái người kia đang cậu ấy. Tài bỏ luôn camera vô đó. Đâu thấy đụng tới nước rồi thôi, em không dám chơi không. Ướt đồ cái là xong luôn. Thank you.
Xem gửi hả? Thấy hai người đưa 3 sen đó. À ba người mỗi người 1 sen. Kệ nó ghi đó. Ba người thì mỗi người 1 sen. Cặp. Đâu cần đàn em lấy tiền. Hả? Ba người thì mỗi người 1 sen cái gì đó. Ờ 1 sen. Đấy. Cái chi group bự này, ba người ba đưa 3 sen đi đưa 1 sen, mỗi người 1 sen. Cầm em, đi. Mày thì trước không phải cầm đi. Chưa em cắt cái. Sai sổ. Sang. Ê nhà mình có cho vệ sinh trước thì vô nhà ba thôi vệ sinh. Trời ơi. Bộ sợ. Không, ở chỗ này. Nhà vệ sinh hay sao? Bây giờ chúng ta bắt đầu mua vé đi vào. Bây giờ mấy giờ vậy? Y mà luôn hả? Vậy hả? はい、はい。 3人です。はい。フリーパス見せてください。はい。 フリーパス持ってますか? はい、持ってきます。バスはないですか? 持ってないですか? では 8000円 ですね。 はい。 8000円 です。 8000円 です。 8000円。 3人で 8000円 です。 はい。 いいよ。 これ違いません? ん?使えない。 使えないです。 ああ、はい、すみません。 はい。 Thôi rồi, coi như là khỏi chơi luôn. Ủa kỳ vậy ta? Hả? Ủa gì kỳ vậy? Cầm ơi. Mua cái thử đi. Cái gì vậy? Thôi khỏi chơi luôn rồi đấy. Ủa nó có cái vé gì nữa hả ta? Ờ, sao không hiểu vậy? Hay là cái trạm này là trạm 14 còn một trạm 13 nữa đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy con ấy nó nói đó. Không phải nó mà là cô. Con gì? Ừ. Quên tên mẹ ơi. Đây. Ui, cái này là cho mấy đứa yêu nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào chỗ mặc đồ kimono hả? Kimono cả. Đây, ở nhà rất là tự động các bạn à. Chúng ta sẽ tự lấy muỗng, đũa, nĩa như thế này. Đây. Nước sốt. Đây là máy bán nước tự động. Cola một ly như 240 yên thì là 48 ngàn. Hey. ありがとうございます。はい。 あ、 違います。 これよ。 ちょっと待って。 Món của bạn sao? 43, 44 lấy kìa.
44 lấy kìa. Cái món nó nhanh hơn. Cái món nó nhanh hơn món của anh nhiều quá, nó lâu. Hai, cái này không sao này, không sao này, cô. Ôi, ngon đấy. Ngon đấy. Ảnh chụp được ta, ảnh chụp. Ảnh chụp, ảnh chụp không được đấy. Ôi, ngon đấy. Ôi, xấu xổ mà. Hai. 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 Ôi xì xô. Có vẻ ngon quá các bạn ạ. Có vẻ ngon quá, cái này nhiều hơn, nó nhiều hơn, nhiều món hơn. Giờ ăn cái gì ta? Đĩa. Muỗng hả? À chắc hai cái này thôi chứ đâu cần gì nữa. Nước sốt không? Nước sốt. Rồi cái sốt này ăn. Dao đâu, dao đâu? Đây dao. Dao. Đây. Ai kiếm cái trong cái này. Hay. Cầu gì bánh đó. Okay. Đấy. Ok. Bây giờ lau cái. Căng mỏi cho tao. Lấy cho chị với Mai ơi. Không được lấy cho anh cái chứ. Cái này là miso. Unique. Đây là cái này có cả xiên nữa à? Xiên, ui, cầm. Cái này xiên để cầm nè. Hãy, arigato rồi. Ok, hai giờ lô, bước lô, vào. Hai lô. Nó hơi khó bước vào rồi. À. Movie ấy rồi. Chắc xin nam. Sao rồi chứ? Nó phải wow, đây, có vẻ ngon quá các bạn ạ. À. Ngon quá. Xem 3D trong cái gạp kia. À, chỉ có điều đó chơi 3D thôi, mình chơi 3D chứ mình không có chơi. Đây chị Đại của Tokyo. Vâng, ngay cây chị Đại. Lại bắt cờ vậy? Sao thắng lại bắt cờ vậy? Này, bây giờ đông lắm rồi đó. Sư gói nè. Mình cũng chơi mà có điều mình chơi khác người ta, mình chơi 3D thôi à. Đi về.
lớn đẹp như này, cháu em lớn đẹp như này, đẹp không? Em sẽ đi mổ. Chị sẽ đi mổ. Đây là trò chơi tàu lượn siêu tốc đứng thứ nhất Nhật Bản và đứng top của thế giới, nhất nhì thế giới. Đây là màn bức xúc của Thí, chị Đại ở Sakura Tokyo, ký túc xá nữ. Rồi xin mời chị phát biểu, mời chị Đại. Thí sao AK chị Đại? Anh đang diễn rồi đấy, không. Nãy em mới nói gì về trường gì đó, cái gì mà mấy giờ cho về gì thế? Em nói lại. Em không bằng lòng với nhà trường. Rồi, đi chơi. Xuất phát thì rõ muộn, về thì rõ sớm. Ok, nếu em có ý kiến gì tôi sẽ gửi clip này lên cho thầy phó hiệu trưởng. Anh quát lên mua nhà thì mới hiểu. Mua cái gì kìa? Đã có cái gì khách về rồi. Rồi mua quà lưu niệm. Mua mềm theo vô, mua về cho mình kêu cho. Vâng, rồi bây giờ đã tới giờ về. Rồi chúng tôi đâu. Tại chơi cái trò. Đây, bạn này mới dễ thương này. Đây là bạn Trung Quốc dễ thương nhất của trường. Lượn nữa kìa, lượn nữa kìa. Mày sắp đi rồi. Cái này đang còn sướng lắm, cái này phê lắm. Cái này đang vui lắm. Lúc này đang. Ôi, phần này tốt. Được không? Đây là quầy bán quà lưu niệm. Các chàng trai đang lựa đồ để tặng quà cho các cô gái. Em chỉ thắc mắc là chai nước ở nhà bán 85 yên, tại sao để bán 210 yên? Tại vì ở đây nó đây, ở đây là khu vui chơi giải trí mà. Cái này cho vào buổi tối nó sáng. Đây là viên kim cương trong truyền thuyết, viên kubi trong truyền thuyết. Mua cu bi này không nhỉ? Cho máy nghỉ không á? Cho máy nghỉ không, hai cục pin rồi đó, gần hết cục thứ hai rồi. Cảm nhận của anh về cái viên đá thạch theo anh thấy thì nhìn chung đánh giá thì khá đẹp, nhưng mà mua thì anh không mua. Nội thất thì không đẹp đúng không anh? Vừa đẹp vừa giá mà không mua. Đúng cái. Bóp tiền này, bóp tiền yên nhật. Cái này là bài tay vậy em? Bài tay à? Ô, bài tay này to thế. Cái này nhìn hay này. Rồi đi rồi. Đã thiệt vui. Cái này gương mặt quá thân quen hả? Lựa đi. Đây gương mặt thân quen, người mẫu ảnh. Đây Linh aka Má Mì. Mọi người có ăn quà ở Meiyage của tôi không? Đây. Tôi muốn ăn nè. Đây. Tôi mua nhưng mà không phải cho các cậu đây. Ăn đâu. Tôi mua cho tôi ăn nè. Ồ, cái này là cái gì, bao nhiêu tiền nữa? Bánh gì? Quà gì vậy? Em nè. Đại mua gì vậy? Unchicken. Unchicken. Không ngờ anh ấy lại lựa một cái cây như thế này để ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái bán cà phê tự động hả? Ôi hiện đại vậy. Ở dưới đây có thể bán là cái bán cà phê tự động. Đây. Hiện đại phải vậy? Có vụ bán tự động được nữa. Kinh trời. Ờ, thì nó bán tự động luôn đấy. Giá thì là 210, tức là 42.000. Hiện đại vậy trời. Làm lại phát nào. Xin chào các bạn, mình là Phạm Phương Thùy. Nên Facebook Phạm Phương Thùy. Thì ai cả này chó điên. Thùy hơi chó điên tí thôi. Nhưng mà thật ra cũng tốt tính lắm. Thùy tên Thùy. Tên Thùy ý nghĩa của Thùy chính là Thùy Mỹ. Thùy trong Thùy Mỹ. Thùy trong Thùy Mỹ, nhưng mà không có Thùy Mỹ. Có rất là Thùy Mỹ. Mình rất là Thùy Mỹ. Các bạn ạ. Nhưng mình không có người yêu. Bởi vì sao? Không phải là không có mà là chưa có. Mình chưa muốn yêu. Gửi nó về Biên Hòa giùm tôi. Vậy. Ê, đau về hả? Anh ơi, nhìn nè. Ai, có cái này ý rồi. Thật quy rồi. Thật quy rồi, cắt tải. Anh ơi, vâng sàn tôi đi. Vâng. Hai, nói gì tè. Hai. Hai, lên chậm đó đi, xe mình đây. Ở đây mà Thúy. Xe đang check bên này. Xe. Xe lỗi đi cùng bên này mà. Thì mình hôm nay xe nhà mình đâu? Xe bên đây này, 2140. Rồi, kết thúc hành trình. Chúng tôi đã trở lại. Đây, em này tên gì? Đầy đủ họ tên. Tên gì tên? Tên cái gì thiết? Đầy đủ. Nguyễn Thị Thiết. Rồi các bạn cứ liên hệ, nếu mà muốn đến Facebook cứ liên hệ mình nha. Em tên gì? Em Phan Thị. Em phải lột cái khẩu trang ra. Đây là một cô gái bí ẩn về khuôn mặt. Nếu mà muốn đến Facebook thì liên hệ mình. Nhiều quá chung rồi. Ai? Sao không quay ạ? Về không? Đi rồi tự nhiên sẽ tốt không? Không có đi. Đây. Rồi cứ chơi đi, thoải mái đi. Tiếp đi. Tắt chưa? Không, bắt cái tay đi ra xong lại. Không, thả tay ra. Não. Xuống ốc trong, con ngon. Đây là người mẫu ảnh, chuyên gia đóng hình sexy. Nói nhỏ là nhỉ. Đây các sensei chuẩn bị mua rượu. Đây là Trang xinh gái. Anh ơi, bye. Nên mình nữa. Các sensei đang mua rượu. Shibui. Mua bạn chai đi chứ hả? Mua bạn chai đi về. Về uống chứ hả? Em cứ mua hết đi. Cứ nói bạn anh tài đẹp trai. Giảm giá cho 50%. Không, nó mới giỡn với con ấy đậu tiêu rồi. Anh ấy đang lựa nho. Ngon. Đây. Ngon lắm. Ngon tố môi mắt. Ngon tố môi mắt.
Hạt bí. Ừ. Hết đi. Phải không? Ừ, đúng rồi, hạt bí. Mua hết. Hết cho em. Mua hết luôn. Vã hết cả cửa hàng này luôn. Đây, đây là cô gái ăn ăn cả thế giới. Cái gì đấy? Hạt gì đấy? Kiểu này hạt táo thế nào thôi. Đâu đây, xem con gì đâu. Đây là những chàng trai mua đồ nhậu. À, cả. Thấy, thấy chưa? Lựa đồ nhậu này. Gạo kìa. Gạo rẻ không? Mua gì ăn? Gạo là gạo phú sĩ sang ấy. Phú sĩ ạ. Trâu chết gạo gạo. Gạo phú sĩ. Ui dồi em ơi. Em ơi, đắt em hãy nhìn giá. Trồng trên phú sĩ nó phải tăng. Đúng rồi. Nó trồng trên núi. Đây là bao nhiêu? 5 sen 6 hả? Tức là 1 triệu 1 hả? À, 1 triệu 1 cho anh 10 cân. Cái này người ta hay ăn thành nhỉ? Được rồi. Thay bằng đồ vậy rồi sao chơi trò chơi? Có chơi tàu lượn siêu tốc không? Anh, có chơi tàu lượn siêu tốc không? Có, cảm giác thật là thơm không? Tàu lượn siêu tốc. Yeah. Không, tôi chỉ có chơi, có vô trò 3D không à. Sẽ Ochimami wa kaimasu ka? Ochimami chigai. Mình vừa bảo thầy là để mua đồ nhậu để về nhậu. Là mua gạo luôn. À. Đây là quà lưu niệm mà nối phú sĩ này. Nối phú sĩ này cao bao nhiêu? 3.776 mét. Đây là Oji-san. Oji-san. Đây là ông cụ. Cái gậy này là bằng gì vậy trời? Nó trông cái gậy cái gì? Là bằng cái cây gì? Cái trúc nó đào lên. Ờ. Chó. Chó cái gì hay mà. À, cái tấm ảnh này đẹp thật đẹp. À, đúng cái tấm kiếm tấm ảnh có cái chùa á. Này cái này này này, đây là tấm ảnh mà tụi mình đi, tính đi này nhưng mà cuối cùng không đi được nè. Là tấm ảnh này nè, mình sẽ mua 2 tấm này đẹp vậy. Cái này giá bộ check in vậy. Ui, mẹ mua tấm. Không, 108 yên hả? Cái này có 108 hả? Ừ. Còn cái này là cái này này hay gì á. Ừ, nguyên một sắp vậy này, nó mới là 600 mấy yên này. Là cái này này. Ừ. Còn cái đó có 108 yên à. Mua 2 tấm. Cái này là mỗi một cái mùa khác nhau hả? Ừ. Đẹp vái chướng á. Mỗi mùa khác nhau, đối với thủy nó thay đổi khác nhau. Đây là mùa thu này. Có cây lá đỏ này. Đây là mùa đông này. Sakura. Cái này mình không mùa xuân sắp tới có này. Rồi, hoa anh đào đó. Đuôi này đuôi nào đẹp hơn nhỉ? Cái này có cái hồ này nó gọi xuống này. Nhìn đẹp hơn. Đây cái này nhỉ? Ừ. Cái này đâu? Cái này để mình lấy. Đi lại đi không sao đâu.
Cô bố là em cũng biết nữa, quán em cũng có cô bố nhưng mà em cũng biết tiếng Việt là gì nữa. Hay là bột sắn dây á? Không phải, nó cái loại nó lạ lắm. Cô bố. Cô sắn dây đúng rồi, sắn dây sao? Em tưởng cái này là gì đúng không? Gô bô này. Cái này là nó Cái này đều chua chua ngọt ngọt. À. Em tưởng là cái cây. Quả đang gọi là dưa nó khô là dưa cây. Nhưng mà nó to gấp 3 lần cái này cơ. Đúng rồi, cái này là dạng non rồi. Em nó mới chua. Em tưởng cái này nó giống cái củ măng. À, cái có thuốc bắc. Cái ngắn tiền mà nó trắng trắng toàn toàn. Ok. Đó, cắt bánh đi. Để đi toilet nè. Đây là gì đây anh? Khăn à? Chiếc khăn tay mẹ mai cho em. Khăn này. Wow, mấy cái này đẹp này, móc khóa đẹp này. Này đẹp này. Dạ, món này nhỉ? Nhìn ghê thế mà anh còn đẹp lắm. Con gái. Gì nhỉ? Đây là món cái đẹp này này. Ốp, mút à? Món gì đấy? Không phải, phải. Ấn. Con dấu hả? Em nghĩ vậy, biết không nhỉ? Cái cục tẩy đấy. Con đi lên thân rồi. Có hình trái tim thế này. Anh đưa tiền. Cô ấy đang đứng, đây là cô ấy đang đứng đắn đo giữa hai sự lựa chọn giữa trắng và đen, giữa ngã rẽ của hai con đường cuộc đời. Biết là cái nào ngon hơn và cái nào rẻ hơn. Nhìn một cái thì đắt hơn. Thấy cô ấy đang nhìn những cái chữ đọc thật ra cô ấy nhìn hình thôi. Nhìn giá. Giá. Thôi cái nào đắt lấy em à. Hi. Do chị ao chị cả. Do chị ao chị. Cô đang hướng dẫn mình cái nào ngon hơn. Và có lẽ là cái nào giá cao là cái đó ngon. Có lẽ cái nào giá cao là cái đó ngon. Cái cao cả nhưng mà kiểu đây nhiều cái hơn này. I never made it, but I know.